Bác em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê đi bẫy chim sẻ các bác nhá. Thì bây giờ đang đến thời điểm bẫy chim sẻ của năm 2022 rồi. Một số nơi các bác ở miền Bắc thì đang đi bẫy vào đầu vụ rồi anh em nhá, đầu vụ rồi, giai đoạn thứ lớp sẻ lông thứ hai rồi. Đấy, hôm nay thì em lại đi quay ông anh đi bẫy chim sẻ cho anh em tham khảo. Thì bên em chuyên cung cấp keo bẫy chim sẻ hay là xào bẫy chim sẻ và chắc độ anh em nhá. Đấy thì như thấy là đây là em quay hơi xa không nhá. Đấy, quay xa đây anh cắm xào ở bên trên rồi. Đấy thì đi bẫy sẻ thì nó cũng có rất nhiều thế bẫy. Các bác có thể cắm qua cột điện. Đấy, cắm xào trên cột điện, những cái chỗ như xào ở những cột cao thế thì nhiều chỗ nó rất là khó cắm anh em nhá. Đấy. Thì đây là bên em thì chuyên cung cấp tiếng cho anh em luôn. Đấy. Tiếng thì nói chung là tiếng thì năm nay tiếng mới rất là khó, nói chung là tiếng trung bình. Đấy, đàn sẻ này rất là đông nhưng mà em quay thì em đứng hơi xa anh em nhá. Hay anh em có thể tham khảo nó hơi mờ. Đấy. Nói chung là bên em thì chuyên cung cấp xào bẫy chim sẻ, loa độ. Đấy, loa chép độ anh em nhá. Đấy. Và cung cấp cả keo bẫy chim sẻ cho anh em. Đây là một cái đàn sẻ rất là đông. Đấy, lên được nửa đàn rồi anh em nhé. Đấy, các bác cứ đợi chờ một chút. Thì em quay máy nó hơi mờ, hôm nay trời nó cũng không được nắng to lắm, nhiều mây. Mới ở ngoài Bắc thì mới mưa xong nên là nó cũng hơi được không được rõ lắm, hơi mờ. Đây chim thì đàn đổ rất là đông anh em nhé. Đấy, các bác thể cắm xem hết cái video này. Chỗ này thì người đi lại rất là đông nên là em vừa quay thì em lại vừa nói chuyện với anh em. Thì tùy theo các bác nhé, nói chung là các bác thay tiếng đổi tiếng. Đấy, đấy. Nên là các bác nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Bên em chuyên cung cấp tất cả các mẫu keo bẫy chim sẻ. Đấy. Đây là cái video ngắn thôi, giới thiệu hoặc cũng như chia sẻ cho anh em để anh em tham khảo anh em nhé. Thôi thì cũng chuẩn bị là sẽ kết thúc cái video này. Để các bác cái kèo sau em sẽ quay rõ hơn vì cái xào này nó cũng đầy mất rồi, để đánh một mẻ nữa anh em nhé. Sim thì đang xuống rất là nhiều.